Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hưng Yên hỗ trợ 10 tỷ đồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị. Các địa phương tiếp tục khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ. Hiệu quả chương trình ngoại khóa đối với học sinh. Tăng cường quản lý thuế trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Cần ngăn chặn thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu vào buổi tối tại thành phố Hưng Yên. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh ủy Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm, hỗ trợ kinh phí cho 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang, đồng chí Trần Quốc Toàn chia sẻ những khó khăn mất mát của 3 địa phương trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão và hoàn lưu sau bão số 3 gây ra. Lào Cai là tỉnh bị thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến nay, mưa lũ đã làm 125 người chết, 25 người mất tích, 89 người bị thương. Cùng với đó, mưa lũ cũng làm thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân. Hơn 9.600 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. 132 thôn trên 25 xã bị ảnh hưởng nên các phương tiện giao thông chưa thể đi lại bình thường được do sạt lở gây ra ách tắc giao thông. Gần 3.000 hectare lúa hoa màu, thủy sản bị thiệt hại. Trên 35.000 con gia súc gia cầm bị chết. Ước thiệt hại ban đầu trên 5.650 tỷ đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toàn cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục một phần thiệt hại do bão số 3 gây ra. Lãnh đạo 3 tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của tỉnh Hưng Yên. Hiện 3 địa phương đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão lũ để nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỗ trợ kinh phí cho 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên họp kỳ thứ 52, đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và Đảng bộ xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2023 và các đồng chí Phan Tiến Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc, Nguyễn Anh Đức, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách và một số đảng viên có liên quan đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện không đúng quy định về đấu thầu, mua sắm vật tư sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định và văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí Phan Tiến Sơn và đồng chí Nguyễn Anh Đức. Đối với Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022 và các đồng chí Nguyễn Tiến Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng, Đỗ Cao Công, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Văn phòng, Nguyễn Gia Ban, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Kim Động, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Địa chính, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Khói Châu, Cáp Quang Tuyến, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Khói Châu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hưng Yên. Các đồng chí kể trên đã vi phạm trong quản lý giáo dục cán bộ đảng viên, viên chức, thiếu kiểm tra đôn đốc, không phát hiện kịp thời để xảy ra tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật tại đơn vị trực tiếp phụ trách có liên quan đến bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh và văn bản kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Tiến Huy, Đỗ Cao Công, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các đồng chí Nguyễn Gia Ban, Cáp Quang Tuyến. Đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Phú nhiệm kỳ 2010-2015 và các đồng chí Hoàng Hữu Hải, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Nguyễn Văn Thanh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Hoàng Hữu Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phùng Đình Xoan, Đảng ủy viên, công chức tư pháp, hộ tịch xã,
nguyên công chức địa chính xây dựng xã. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí trên đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai và thực hiện không đúng quy định trong việc thẩm định, xác nhận đề nghị cấp một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012-2013 liên quan đến khu đất trường HT2 tại địa bàn xã Yên Phú. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và thời hiệu kỷ luật, căn cứ quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Phú nhiệm kỳ 2010-2015 và các đảng viên nêu trên. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra nghiêm túc, kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Hùng Nam đã tới dự, công bố và trao quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo Ban quản lý khu Đại học Phố Hiến, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam trao các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Cát, trưởng ban tiếp công dân Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng ban quản lý khu Đại học Phố Hiến, bổ nhiệm đồng chí Bùi Hải Đăng, trưởng phòng chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, giữ chức vụ Phó giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Đồng chí Hoàng Văn Mai, trưởng phòng quản lý quy hoạch xây dựng và tài nguyên môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, giữ chức Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 5 tháng 9 năm 2024. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm và điều động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Hùng Nam yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, kiến thức, kinh nghiệm công tác của mình, đóng góp tâm sức, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy của người cán bộ đảng viên cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, đoàn kết sáng tạo, phấn đấu xây dựng Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, Ban quản lý khu Đại học Phú Hiến và Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển. Ban lãnh đạo cũng như toàn thể công chức viên chức, người lao động của các đơn vị quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bão lũ vừa qua đã làm thiệt hại hàng chục hecta trồng quất cảnh trên địa bàn xã Đông Tảo, huyện Quế Châu. Trong đó diện tích thiệt hại tập trung tại các khu vực vùng trũng do cây bị ngập lụt. Hiện tại bà con trồng quất tại địa phương đang tích cực xuống đồng, tập trung khắc phục, chăm sóc quất để đảm bảo chất lượng cũng như sinh trưởng của cây cảnh. Xã Đông Tảo có hai làng nghề quất cảnh là làng nghề quất cảnh Dũng Tiến và làng nghề quất cảnh Đông Tảo Đông với khoảng 800 hộ trồng quất trên diện tích 115 hecta. Diện tích bị ảnh hưởng thiệt hại do bão lũ số 3 là trên 40 hecta do đổ vỡ đu, chậu và một số cây giống bị ngập lụt. Hiện tại, các hộ dân của hai làng nghề đã khắc phục dựng lại các cây trong chum nu bị vỡ, đồng thời kết hợp chăm sóc, phục hồi cho phần rễ bị ngập, bổ sung dưỡng chất cho cây nhằm chống tụ quả và rỉ sắt. Khi mà nó đã ngập trắng, ngập nước quá nhiều rồi á, thì bây giờ bà con mình không thể nào mà trực tiếp mà tưới chống thối rễ được nữa. Trong quá trình đó thì mình sẽ bơm bên trên nó lưu dẫn xuống dưới gốc rồi nó sẽ lưu dẫn vào rễ, cho cây nó từ từ nó sẽ hồi sinh trở lại. Ngoài ra, địa phương tích cực tuyên truyền tới bà con chủ động các biện pháp chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, phòng chống các bệnh trên cây sau ngập úng nhằm đảm bảo sinh trưởng tốt cũng như chất lượng cây trồng. Ngay sau khi bão tan, nước rút, các hộ trồng quất cảnh ở huyện Văn Giang khẩn trương khắc phục và khôi phục sản xuất. Những ngày qua, gia đình anh Biển, thôn Tân Trong, xã Thắng Lợi luôn có mặt trên đồng ruộng để vệ sinh đồng ruộng, cắt tỉa những cành quất, quả quất, lá quất bị dập nát, cây kích lại các giá thể cho 520 cây quất cảnh, đồng thời sử dụng các biện pháp kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây cảnh có múi, tránh hiện tượng rụng, nứt quả, cây cảnh bị chết xanh, hỏng rễ do ngập nước. Gia đình chúng tôi thì bây giờ chỉ có khắc phục, bây giờ lại phải chỉ chăm bón về cái rễ, chủ yếu cái rễ thôi, tưới Dinomin này, rồi là dòng đỏ này để phục hồi cái bộ rễ. Xong rồi chúng tôi mới bắt đầu cái bộ rễ được đẹp thì bắt đầu chúng tôi mới lại cho ăn nân, khắc phục làm sao nó được hiệu quả, được tốt đẹp nhất, cho nó được đẹp. Thí dụ nó năm ngoái nó là 10 phần thì chúng tôi cố gắng là nó phải được 9 phần. Đợt lũ trồng bão vừa qua, huyện Văn Giang có 663 hectare diện tích sản xuất hoa cây cảnh vùng bãi bị ảnh hưởng nặng. Trong đó có 228 hectare quất và bưởi cảnh tập trung ở các xã Mễ Sở, Thắng Lợi và Liên Nghĩa. Diện tích của tôi là 5 thào quất cảnh
thì là quất nu thì là chuyển được hết lên, còn quất đất thì là mất được khoảng 3 sào. Trước khi mà chuyển lên thì là phải phun Zidomin để chống thối và đập thối chống thối nhũn. Hiện các hộ trồng quất cảnh đang tập trung phun thuốc chống nấm, chống thối và chăm sóc phục hồi cho cây trồng. Để đảm bảo tiến độ công trình, ngay sau khi bão tan, nước sông Hồng rút, một số nhà thầu tại Hưng Yên đã quay trở lại thi công các dự án giao thông trọng điểm. Ghi nhận tại dự án đường Song Hành thuộc đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, nhà thầu là công ty cổ phần Ligen đã tổ chức 7 mũi thi công tuyến và các công trình cầu, cống trên tuyến. Do ảnh hưởng của bão lũ, những ngày qua, các mũi thi công tập trung bơm thoát nước tại một số tuyến đường nhánh để cho máy móc, thiết bị và người lao động có thể vào địa điểm thi công. Tiếp theo đó, tập trung các phần việc như khoan cọc, xây mố trụ cầu, đào đắp cát nền đường, thi công mương tãnh, các công trình cống trên tuyến, đào khuôn và đóng cọc tre. Sau khi mưa bão xong, mặc dù là mực nước chưa rút nhưng mà nhà thầu vẫn đồng loạt triển khai thi công 7 mũi như giai đoạn trước bão lũ và vẫn đảm bảo anh em tăng ca để bù lại cái tiến độ ảnh hưởng mưa bão như vậy. Thời gian này đấy, tất cả các vị trí ao hồ ngập nước là nhà thầu bơm tát nước thường xuyên, khơi thông dòng chảy, đắp bao và triển khai công tác đào đắp bình thường. Thì trong quá trình trước bão lũ là nhà thầu đã nắm tình hình và đã có cái khối lượng tập kết cát dự phòng. Qua 10 tháng triển khai thi công xây dựng đường Song Hành, nhà thầu Liten đã huy động được trên 200 kỹ sư công nhân và hơn 80 thiết bị máy móc và các dây chuyền máy móc để tổ chức thi công. Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đạt được đào nền hơn 23 trên 33 km, đắp nền hơn 22 trên 33 km, xử lý đất yếu 7,5 trên 9,58 km, thi công 2 trên 5 công trình cầu, 40 trên 174 vị trí cống ngang thoát nước. Để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa, phục hồi sau bão, Ban chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo 389, các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, phục vụ tốt nhu cầu và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng của các sở ngành địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc lưu thông hàng hóa trên thị trường, nhất là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và các mặt hàng phục vụ sửa chữa công trình xây dựng, sửa chữa các thiết bị điện tử và đồ gia dụng. Phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường về giá cả, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, không để xảy ra các vi phạm liên quan đến đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp pháp, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại. Tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát thị trường nhằm kịp thời ngăn ngừa các diễn biến bất thường về cung cầu hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm trên địa bàn. Chiều qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra đồng thời tuyên truyền đến một số bếp ăn trường học tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn tỉnh về các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho trẻ ăn bán trú tại trường. Đoàn đã đến kiểm tra tại khu vực bếp ăn trường mầm non Phú Cường, thành phố Hưng Yên và trường mầm non Tân Châu, huyện Khoai Châu. Qua kiểm tra thực tế, các trường đều thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, các điều kiện về cơ sở vật chất như nhà bếp, phòng ăn, kho bảo quản thực phẩm. Sau mưa bão, công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường được các nhà trường chú trọng thực hiện thường xuyên. Để tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đoàn công tác đã tuyên truyền nhắc nhở đến các nhà trường cần theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của trẻ về các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, bệnh về mắt, da liễu để phát hiện sớm mầm bệnh. Thường xuyên kiểm tra môi trường xung quanh, nhất là dọn dẹp tàn dư, xác động vật chết. Không sử dụng các loại hóa chất để bẫy bắt côn trùng, phối hợp với cơ sở y tế địa phương thực hiện phun khử trùng, khử khuẩn định kỳ, nhất là khi nước rút sau mưa lũ, tuân thủ quy trình vệ sinh của cán bộ nấu nướng, bảo quản, lưu mẫu thức ăn. Sáng nay tại huyện Phù Cừ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích quốc gia Cây Đa, Đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, và chương trình ngoại khóa Phù Cừ, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Gần 260 học sinh của 3 trường trung học cơ sở Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, Kim Động và Lê Quy Đôn, huyện Kim Động dâng hương tỏ lòng thành kính tại khu di tích. Tiếp đó,
đoàn dâng hương tại đền Tống Chân, xã Tống Chân. Chương trình đã giúp các học sinh hiểu biết thêm về những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của đất và người Hương Yên. Em cảm thấy rất là tự hào về những anh hùng liệt sĩ ở cây đa La Tiến đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Em mong là bọn em sẽ có được nhiều chuyến đi như thế này để tham quan các di tích lịch sử hay là thăm về những vị anh hùng lịch sử. Học sinh của ba trường còn tham gia các trò chơi dân gian như đấu cơm, gửi thư, nhảy bao bố, kéo co. Thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh sẽ tổ chức các chương trình ngoại khóa cho học sinh tới các điểm văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn, bảo mật các phương thức thanh toán số, thì quản lý thuế thương mại điện tử, chống thất thu ngân sách cũng đang là một bài toán đặt ra đối với ngành thuế. Trước tình hình đó, thời gian qua Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai các giải pháp để quản lý thuế lĩnh vực thương mại điện tử, góp phần chống thất thu thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Bán vật tư nông nghiệp, vật tư cho lan cây cảnh qua thương mại điện tử được 3 năm, doanh thu mỗi tháng khoảng trên 100 triệu đồng. Nhưng anh Đinh Văn Hiển, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ cũng chưa nắm rõ được quy định về kê khai, nộp thuế. Sau khi được tuyên truyền, anh đã chủ động đi kê khai và nộp các khoản thuế cho số doanh thu cả 3 năm với số tiền là 130 triệu đồng. Việc đóng thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước giúp phát triển hạ tầng cũng như là các hoạt động công ích cho xã hội. Thế nên đóng thuế và là nghĩa vụ của mọi người dân. Cũng như anh Hiển, chị Nguyễn Thị Vinh ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đang kinh doanh trên 200 mặt hàng mỹ phẩm trên trang thương mại điện tử Shopee. Từ năm 2021 đến nay, chị đã đến chi cục thuế khu vực Tiên Lữ, Phù Cử để kê khai và nộp thuế trung bình khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Bắt đầu có những chính sách của nhà nước đưa ra và mình thông qua những cái mạng xã hội và các cán bộ thuế tuyên truyền cho mình nên là mình đã đóng rất là đúng thời hạn. Kinh doanh thương mại điện tử ngày càng phong phú với nhiều hình thức nên việc quản lý thu thuế hoạt động này không đơn giản. Ngoài dữ liệu mà các sàn thương mại điện tử gửi về, hiện nay Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với nhiều đơn vị như Bưu chính, Viễn thông, Chuyển phát nhanh để rà soát doanh thu của những cá nhân, đơn vị kinh doanh online trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram. Tính đến hết tháng 8 năm nay, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã quản lý gần 490 hộ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, tăng gần 370 hộ cá nhân kinh doanh so với cùng kỳ năm trước. Với số tiền thu được đạt trên 6,8 tỷ đồng, tăng 172% số thực hiện năm 2023. Riêng chi cục thuế khu vực Yên Mỹ, Ân Thi, số thuế thu đạt được trên 3,1 tỷ đồng. Chúng tôi đã phân công phân nhiệm được cán bộ công chức thuế quản lý tất cả các địa bàn, kiểm tra rà soát và yêu cầu tất cả các cái trường hợp thuộc đối tượng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử đến cơ quan thuế để được hướng dẫn kê khai và nộp thuế. 8 tháng đầu năm thì chúng tôi đã quản lý được 183 hộ kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử của địa bàn. Quản lý nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là một giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của tỉnh Hưng Yên. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các chế tài xử lý thuế để tổ chức cá nhân kinh doanh online tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Đêm qua ngày 17 tháng 9, trên địa bàn thôn Xuân Lai, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đã xảy ra vụ cháy nhà kho chứa hàng hóa vừa mới xây dựng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 21 giờ đêm tại nhà kho của gia đình ông Nguyễn Trí Đê. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong nhà kho có chứa nguyên liệu, phụ kiện bọc vô lăng, nội thất ô tô là những phụ kiện dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Sau nhiều nỗ lực, khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người. Tuy nhiên, nguyên liệu và hàng trăm mét vuông kho chứa hàng đã bị thiêu rụi và hư hỏng nặng. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Vào buổi tối qua, ngày 17 tháng 9, tức ngày rằm tháng 8, đã có nhiều tốp thanh niên không đủ mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, rú còi lớn, lạng lách đánh võng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt là khi nhiều gia đình cho con em đi vui chơi Trung thu tại khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh của thành phố Hưng Yên. Các đối tượng đi xe máy rượt đuổi nhau trên một số tuyến đường ở địa bàn thành phố Hưng Yên, tập trung nhiều nhất là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Các nhóm thanh niên này đã vòng đi vòng lại nhiều lần như một sự thách thức dư luận. Được biết các hành vi này đã từng gây ra một số vụ tai nạn giao thông. Hồi tháng 5 năm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đã khởi tố 15 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời xử phạt hành chính 2 đối tượng về hành vi trên. Hai đối tượng có liên quan khác cũng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Nguyên nhân là vào tối ngày 16 tháng 4 năm 2024 đã có xe trong nhóm thanh niên không làm chủ tốc độ đâm vào đuôi ô tô của người đi đường gây ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương
làm hoang mang dư luận. Đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này. Điều đáng nói là theo người dân phản ánh, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài. Đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt để xử lý triệt để. Và tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.